Rồi. Ôi trời ơi, cái này thôi. Ôi trời ơi. Cái này là đâu? Ôi trời ơi. Nó vẻ cổ xả thế nhỉ? Chán đời thanh niên thật sự như thế. Dạ, người dân người ta cũng thấy là thanh niên này thì là cái này không ai quan tâm nữa nhỉ. Tiêu tố hữu dân quá. Ôi, chán thật sự luôn đấy nhỉ. Ui giời, thanh niên chứ. Chí kèo nhưng mà không gặp được thiên nở. Chán đời thật sự. Anh nên ra đường đi ăn vạ. Thế nhưng mà không làm ăn gì được. Đã thêm quan tâm. Ui chán đời. Anh ơi, ôi giời. Ở tình huống thứ hai chúng ta cùng nhau xem lại nha. Và một anh Honda Civic nha. Anh vào cua chắc là cũng từ thành phố đi xuống thành phố lên núi nên là vào cua thì mình chém hết cua của người ta rồi, lấy hết cua góc đường của người khác, chán lắm. Này đi đường đèo đấy xong tất nhiên mà anh không biết anh có xuống anh hỏi thăm người ta hay không, nhưng mà cái tay ngồi trên xe gì nhỉ. Không sao thì cũng phải xuống hỏi thăm người ta một câu xem là người ta làm sao không gì đi. Ngồi trên xe này chắc là có hỏi thăm đấy. Đường sau đi đường thì cẩn thận nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ một chị gái nè. Rồi nào đỗ xe cái kia. À được. Đỗ xe thế này thì chị mà ra được thì đúng là chị là bằng lái nè. Gọi là bằng học thật chứ không phải là bằng mua. Rồi để xem, chờ đợi xem là cái chị gái sẽ ra khỏi đây như thế nào nhé. Bắt có camera hành trình để trả giúp cho chị gái. Được, phải nói rằng khi này chị gái này là chị không run chân đây nha. Nhưng mà nếu mà gặp phải một số như chị gái khác là có khi là đạp hơi quá ga là ăn đòn luôn rồi. Chứ tay lái cũng cứng quét đây nha. Đấy. Mình thế mình cũng bỏ mẹ lốt kéo vào rồi. Cái này là không là khó được chị rồi. Đây là chuẩn này đi học rồi, học bằng rồi. Ra được cái này chắc chắn nó ra được rồi. Nới rộng ra cái kia rồi các bạn. Đưa đi. Đẹp rồi. Thôi. Ok. Tôi khẳng định là một số anh em đàn ông xuất sắc đã làm được những cái điều như này không? Ok. Cảm ơn chị. Tuyệt vời. Ôi giời. Cháu bé. Ôi. Các bố các mẹ ở nhà ơi. Ôi giời ơi, thoát cả tim anh em ạ. Thoát cả hèn luôn. Ôi tình huống này luôn. Quá là nguy hiểm. Các bố các mẹ mà xem được cái video này thì là để ý nha con cái của mình nha. Rồi tiếp theo lại là một bà cô gì đây. Ôi giời, bà cô ta ngược là bà lại nhìn cái một bên. Ui giời, anh
xem em lên xe xe tải phanh nhỉ. Ôi, hôm nay đúng là về mùa châu thôi, mùa châu đã mừng rồi. Hôm nay về này, đi tao về, tao chặn đầu nguyên một cái xe tải này, biết không? Hôm nay tao giơ tay tao chặn đầu nguyên một cái xe tải này, thấy chưa? Ui giời ơi, thua bà luôn rồi. Ok, gì đây? Ôi trời, cái này nó xảy ra bên Trung Quốc à? Đường nó rộng thế kia, xảy ra lại cứ về đấy nhỉ? Bên Trung Quốc thì cũng có nhiều những pháp sư mà cũng có nhiều những gọi là thành phần ngu ngơ nhỉ? Con này thế này làm gì mà đấy à? Cái vụ này chắc là bị cẩu lên rồi. Ôi giời, anh em Trung Quốc cũng có những anh em hài hước là phết đấy. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái tình huống cũng gọi là đẳng cấp của một nữ ninja. Đó, một fan drip của Ninja Way. Rồi các anh ơi, các anh làm ăn kiểu này là hỏng con hết con nhà người ta rồi. Này, nấp những anh hùng núp xong bắt đầu phi ra đường chạy lại còn chở. Tôi không hiểu là các anh có được phép gọi là đấy, cái tình huống này nó xảy ra cũng gọi là khá là lâu rồi anh em ạ. Thế nhưng mà cái kiểu cách làm ăn của các anh cái này bao giờ đấy, nấp xong bắt đầu là phi ra đấy, nhưng mà anh hùng nấp các anh gọi là được gọi là đào tạo gọi là 5-6 năm ra đấy, chưa chắc đâu, lấy một nghĩa vụ thì chắc cũng chỉ vài tháng thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với thành phố Hà Nội. Đoạn này là trên đường Hoàn Kiếm à, đường thì nhà tôi cũng không rõ cái đường này lắm đâu. Chẳng khi có lẽ là như vậy nào, cũng như đây. Đường này là đường một chiều mà. Ôi giời ơi, lại có một anh VinFast xanh SM. Anh được là, tôi thấy là cũng gọi là tuyển dụng gọi là ghê gớm lắm rồi mà. Tại sao lại có những anh vẫn cứ đi ngược chiều ở trên gọi là những cái đường cấm này như thế nào nhỉ? Hay thật sự. Nào, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một cái khu gọi là một cái cửa hàng tạp hóa. Cùng theo dõi xem là cái tình huống. Ui bà cô gọi là vừa mới nhấc mông lên phát đúng là số hôm nay là bà cô rất là hên anh em ạ. Vừa mới nhấc mông lên phát là hai xe gọi là chạm nhau luôn đấy, không biết là vụ này như thế nào nữa, tôi không nắm được rõ tình hình đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ theo dõi một cái tình huống nữa nè. Rồi giờ này tôi thấy là càng ngày càng nhiều các anh gọi là xe 4 chỗ với lại xe 7 chỗ, xe bán tải là hay kiểu dình là dùng thân mình để hỗ trợ cho các xe tải với xe đầu kéo để hỗ trợ phanh cho các anh ấy. Dạo này tôi thấy là các anh xe con này có lòng tốt so với trước rất nhiều. Ok, chúng ta sẽ đến với một con đường đèo nào. Rồi vượt lên rồi, tôi thấy là đường đang rất là tắc đấy, các anh có một anh xe tải đã vượt lên rồi. Rồi, thêm một anh gọi là xe khách, hai anh xe khách rồi. Rồi, để xem ba anh xe khách. Để xem các anh, 4 anh xe khách và nói nhoi đây. Để xem các anh như thế nào. Đường thì đang xếp hàng rồi, lùi rồi. Ui giời, ngon, được. Tiếp tục lùi, 2 thằng. Tiếp tục lùi, 3 thằng. Tiếp tục lùi, quá là đẹp. Vâng, thế là xếp hàng không muốn, thế là lại tiếp tục lùi. Cái này lùi là hơi dài luôn anh em ạ. Rồi,
Rồi một giây luôn. Quá đẹp. À. Rồi. Đi nhau lùi lùi nữa đấy. Vẫn còn. Pha này thì tao vừa lùi nha. Quá đẹp luôn. Đấy.